Dạ, mến chào quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì Color Man cùng với ekip Tiếng Rao đến thăm nhà của ngoại Sớm và cũng để tìm hiểu là một cái quy trình bán chuẩn bị hàng hóa của ngoại Sớm mỗi ngày nó như thế nào, thường nhật nó như thế nào. Và đây là cái hẻm, hẻm này tới hai cái xuyệt là 86 xuyệt 19, đường Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận. Còn cái nhà của ngoại thì mình nghĩ là chắc đây là cái căn nhà của ngoại, mình nghĩ chắc là không có địa chỉ quá. Tại vì nó được cặp vô rất là tạm bợ luôn. Mà mình nghĩ rằng ở đây chắc bà con cũng thương nên cái nhà, cái chòi này của ngoại chắc đã được xây dựng từ rất là lâu ha. Mình cũng hơi bất ngờ luôn, nãy mình vô mình thấy ủa sao, mình nói ủa sao trên đường đi vô thấy cái nhà của ngoại to dữ vậy? Ủa sao khu này toàn nhà lầu không à? Nhà bự không, tự nhiên vô đây thì mình mới thấy là đây là có định vị được cái nhà của ngoại, là nhìn thấy có cái xe chú Chiên. Đây cái xe của ngoại mình mới biết. Rồi bây giờ mình mời tất cả quý vị khán giả mình vô tham quan cái nhà của ngoại nha. Đó. Đây là cái gian bếp của ngoại nè, chuẩn bị chuối rồi các kiểu nè. Đó. Nhỏ xíu, nó chừng chắc mình nghĩ chừng khoảng chừng 2 mét vuông thôi. Đó. Không tới 2 mét vuông luôn. Đó, bề ngang này là khoảng chắc cũng không tới 2 mét luôn á. Mình nghĩ chắc chừng mà bề dọc thì khoảng chừng 1 mét, còn bề ngang khoảng chưa tới 2 mét. Vậy là hôm nay ngoại không có đi chợ hả ngoại? Không. Yeah. Lẽ ra là sáng hôm nay là cả ekip mình là tính vô cùng với ngoại đi chợ. Bình thường thì sáng khoảng 5 rưỡi sáng là 6 giờ là ngoại đi chợ để mua nguyên liệu, nhưng mà này nó vô thì ngoại nó vẫn còn chuối, vẫn còn ít nguyên liệu, hôm nay chỉ làm bột thôi. Thì có thể là sáng mai thì ekip mình sẽ đi theo ngoại đi ra đi chợ mua một buổi. Đó, cái gian bếp của ngoại rất là nhỏ, ngoại đang chuẩn bị bột đây, mời bà con mình vô xem nha. Ở ngoại đây có một mình hả ngoại? Ngoại đây có một mình hả? Có một mình à, con nó ở bên kia à. Rồi đây có một mình à. Trời, lúc mới gặp ngoại lần đầu thấy ngoại rất là vui luôn, dễ thương. Vui vẻ lạc quan. Tưởng chắc ngoại sung sướng lắm. Trời ơi, vô nhìn cái nhà hết hồn hết vía luôn. Lùi ra xa lên thấy cái nhà. Đây bây giờ thì đây là cái xe của ngoại nè, ngoại cặp sát bên cái góc này, mọi người nhìn thấy cái xe như mùa hóng nó bám đen thui lui luôn. Còn đây là cái chỗ ngủ của ngoại nè, mọi người vô như vậy. Ôi ôi. Đó, đây là cái chỗ ngủ của ngoại, có cái bản của mừng thọ cụ Nguyễn Thị Sớm. Đó, sinh năm 1944. Đó, chỗ ngủ mà cũng là để trong nhét rất là nhiều đồ đạc luôn. Dạ, ngồi nằm lọt thỏm trong đó có chút xíu à. Rồi cái đầu nằm chắc là mọi người chúng ta cũng thấy nè ha, đó cái chỗ này là cái chỗ đầu nằm của ngoại đây. Rồi đây cái gối, còn lại chung quanh đầy đồ, quá đầy đồ luôn. Mọi người thấy cũng xin chia sẻ lại thông tin với quý vị khán giả thì ngoại tên thật là Nguyễn Thị Sớm. Ngoại sinh năm 1944, tính lên đến nay là ngoại 80 tuổi. Dạ. Nhưng mà hôm bữa ngoại nhớ lầm, ngoại nói ngoại 85. Nhưng mà cái bản chúc mừng thọ thì ngoại là sinh năm 1944, tức là năm nay là 2024, tức là ngoại khoảng 80 tuổi. Rồi, ngoại là quê gốc của bà ngoại là ở Quảng Ngãi. Và ngoại vô đây cũng từ rất là sớm, lúc mới có mười mấy tuổi thôi, rồi lập gia đình ở đây, rồi sinh sống ở đây cho tới lúc mà ông ngoại mất. Tối thường mấy giờ ngoại ngủ ngoại? Hả? Thường mấy giờ ngoại ngủ? Ngủ gì? Thường mấy giờ mà ngoại ba ngủ, đi ngủ á? Đi ngủ hả? Em mình buồn ngủ hồi nào đi ngủ hồi nãy. Thường mấy giờ lên giường á? Mấy giờ ngoại lên giường? Ông mày có hồi đi bán về cái mày cái chẹo giường ngủ đã đời 12 giờ đêm vậy chứ dọn. Dạ hả? Chứ không có ai lấy cái gì hết đâu. Rồi. Cái chỗ ở cái góc này ngoại ở đây bao nhiêu lâu rồi? Tôi ở đây là ba mấy năm. Có một chỗ vậy thôi hả? Ừ, có chỗ. Là nhưng mà cái chỗ này sao đây, mà? Ông trai đây, ông trai lớn bên kia. Rồi em biểu về nó ở mà tôi đâu có chịu đâu. Tôi ở nên ở một góc vậy luôn. Ừ. Ôi. Ở ngay vô ngay cái chẹt luôn. Cái không ở với ai hết. Dạ. Yeah. Sao ngoại không về ở với con cái cho khỏe? Rồi. Hả? Con gái tôi cũng có nhà có cửa hết rồi, không lo hết đầy đủ rồi mà tôi không ở. Dạ. Yeah. Tôi ở mình tôi. Tôi ở mình tôi hả? Ở mình cho khỏe hả mày? Ở mình nó khỏe. Dạ. Yeah. Thôi cứ phiền hà ai đây. Thường đấy là 2 giờ chiều lận á. 2 giờ chiều hả? Vậy thường mấy giờ là ngoại chuẩn bị? Thì tôi bây giờ mỗi lần này thì cứ lại ra chuẩn bị. Tôi đi chợ. Đi chợ mua chuối mua đồ mà giờ chuối thì còn. Dạ. Bữa củ lan thì tối thì mình lo mình lọt. Dạ. Có sao mình làm vậy. Rồi. Vậy thôi giờ ngoại cứ chuẩn bị đi, là chiều ngoại mới chiều mà ngoại mới đi bán đúng không? Ừ. Thì ngoại cứ chuẩn bị bình thường thôi. Có khi 12 giờ tôi đi bán cũng có nè. Vui thì là vui đi bán sớm. Ừ, mà buồn thì... Vậy hôm nay ngoại vui hay buồn? Ừ. Hôm nay ngoại vui hay buồn nè, giờ đi bán sớm nè. À, chào Lý Huê, chào Lê Thụy nha. Lê Thụy. À, chào Vong Lưu. Dạ, Việt Nam gần 5 giờ sáng. Đó, đây là cái góc bếp của ngoại. Chật lắm nha mọi người, cái góc bếp này nó chỉ có đồ đạc rất là nhiều luôn. Nó chỉ có khoảng 1,5 mét mà 1,5 mét thôi. Đúng rồi Lê Thủy ơi, Việt Nam này hiện tại Việt Nam là mới có 6 giờ sáng thôi, đúng rồi. Bình thường thì 6 giờ là ngoại đi chợ, nhưng hôm nay thì ngoại nó vẫn còn nguyên liệu nên là ngoại chỉ làm bột thôi. Đây là cái khoai lang chia, cái khoai lang ở ngoài đây nè. Rồi, chào Quốc Dũng nha, rất mong bà con của bác chia sẻ mạnh mẽ để mình ủng hộ cho ngoại một tập Tiếng Rao. Ngoại thì ngoại ở Phú Nhuận, ở đây là hẻm tới 3 cái xuyệt lần. 86, 19, xuyệt 19 nữa. Đó, cái củ khoai ngoài đây mọi người thấy không? Đó. Ôi ơi. Ngoại gọt sẵn luôn rồi. Đó. Khoai lang chiên ngoại làm rất là kỹ luôn, đặc biệt là cái bột của ngoại làm rất là ngon. Cái gì? Đây nè, cái chồng vali này nè. Quần áo, đồ đó đưa họ gửi á. À, trời ơi, họ gửi ở đây làm chi vậy trời? Rồi đây mưa nó dột không? Không. Đó, mọi người nhìn thấy đây, cả nhà mình nhìn thấy không đó. Họ gửi mình cứ về lãnh thấy. Rồi có mái che, đúng một cái góc vậy thôi, hơn dễ sợ. Đó, ngày nào cũng như ngày nấy luôn. Là khoảng 2 giờ là đó, chuối quá trời này. Đó. Cứ 2 giờ là ngoại buổi sáng ngoại chuẩn bị, rồi cái 2 giờ hoặc là 12 giờ trưa. Đó, thì ngoại bắt đầu ngoại đi bán. Bán tới 7-8 giờ tối, bán nào hết thôi, mà bán một ngày trung bình. Ngày nào mà hên lắm thì lời được khoảng 100 mấy, còn không thì lời có 70-80 thôi. Dạ, tuần này thì Tiếng Rao 4.0 sẽ diễn ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh nha, ở tại Sài Gòn nha bà con mình nha. Ủa chuối này ngoại mua từ lúc nào thấy nó chín quá vậy? Mua một lượt họ đưa cho mình nửa chuối sống, nửa chuối chín. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cái này nó chín thì mình lo mình làm. Dạ. Rồi mai cái kia nó chín thì mình làm luôn, chứ đi chợ hoài nhưng mà cũng. À. Tức là không phải là ngày nào ngoại cũng đi chợ đúng không? Không, dạ, lâu dạ. Lâu có thiếu thì mới đi ra kêu rồi thôi. Hôm bữa ngoại kể con là ngoại ở Quảng Ngãi mà ngoại vô đây từ năm bao nhiêu tuổi con quên rồi. Mới có 13 tuổi à, vô tới đây luôn. À, mới có 13 tuổi vô tới đây. Rồi vô tới đây lúc đầu 13 tuổi ngoại vô đi với ai, ngoại vô đây với ai? Ban đầu tôi đi với người bà cô ruột á, bà dẫn đi, bà có nhà có cửa này bà dẫn đi, yeah. Bà dẫn đi chứ bà cho đi ở đợ, yeah. Cái từ nay trời ơi ở đợ gì để con có nghề để con làm con bán, bạn bán cái gì đây mà mày bán ai mua. Rồi xong là đi ở đợ, tức là đi ở đợ từ năm 13 tuổi luôn. Ừ. Đó. Đi ở đợ mà khổ lắm chú ơi. Đi ở đợ cho mấy cái bà, xin lỗi mấy người bác á, ta khó lắm. Dạ. Yeah. Bà giặt đồ cho bà thì mình già, mình trẻ mình đâu có biết. Dạ. Yeah. Cái bà nói giặt quần đen luôn cho bà đó. Ừ. Cái rồi bà ở dơ quá, cái xong rồi cái bà xuống lấy cái quần đập đầu mình đó. Trời đất. Cái xong rồi tôi bỏ, bỏ tôi qua cái tiệm phở. Yeah. Tôi năn nỉ, tôi nói cô ơi, cô cho tôi làm, chứ tôi không có ở, bây giờ nữa. Cái cô này, thôi mày qua đây mày ở, rồi bà bên kia bà chữ bà này đó. Tôi nói không, bà không chữ, bà không chữ tôi được là tôi làm, tôi có cái chỗ tôi làm chứng cho bà. Tại... bà già rồi, yeah. bà xuống bà xách cái quần bà đập tôi nè, còn ướt nè, còn chảy nước đi. Rồi đó, rồi. Tôi không ở, cái tôi về tôi lấy quần áo bà không cho, bà không cho cái tôi nói bà chủ á, cho bà mà bán phở đó, à, bà bữa qua mới lấy giùm, nói cho nghe tội nghiệp. Rồi mấy tuổi thì ngoại lập gia đình, mới gặp ông ngoại. Trời ơi, vô đây 13 mà 18 tuổi là lấy chồng rồi. Ghê vậy, nhanh dữ vậy. À thấy rồi, là khổ quá lấy chồng sớm thôi, rồi để cho đỡ khổ hay sao? Chứ bây giờ mình nghèo, mà mình vô mình ở đợi rồi mình cũng phải nuôi bầy em mình nữa. Dạ. Bà già tôi phải đẻ từ 22 người. Dạ. Tôi là 22 người đó. Dạ. Phải làm... 22 người con hả? Dạ. Làm mỗi tháng là gửi tiền về. Ừ. Đâu có dám xài, dạ. Cứ đi bưng phở cho họ, cứ làm này cứ kia, dạ. Họ cho mình ăn thôi, còn ai cho mình đồng nào đó mình cắt kỹ, dạ. Để đó gửi gì cho cha cho mẹ nuôi em. Trời ơi, một bịch là nhiêu tiền một bữa luôn, mình cũng giận mau quên quá. Một trái là bán 6.000. Một trái chuối chiên là ngoại bán 6.000, còn khoai lang chiên là bán nhiêu ngoại ha? Khoai lang chiên bán 10.000. Khoai lang chiên bán 10.000 đó. Thì mình mua về rồi mình gọt vỏ, mình gọt chuối rồi nữa. Dạ, dạ. Rồi mình thôi bán vậy chứ bán rẻ thì không có tiền, không có lời. À, là khoai lang chiên 10.000, chuối chiên là 6.000. Dạ. Đó. Mình cũng chưa biết là hôm một ngày thì ngoại nói ngoại có chia sẻ là ngày ngoại bán được nhiêu ha? Kiếm được nhiêu tiền á, bữa ngoài nói con quên rồi. Thì mình mua về cái mình tính ra tiền bột, tiền chuối rồi hết đâu đó xong hết rồi bắt đầu là mình mới tính nó ra cái lời. Dạ. Có bữa thì lời được 200, có bữa thì lời 150. Dạ. Rồi có bữa thì lời 300, nó vô chừng. À. Bán nhiều là nhiều, bán ít là ít. Dạ. Đó mọi người nghe rồi đó, có ngày thì kiếm được 100, có ngày kiếm 150, có ngày 200, ngày 300 tùy Nhưng mà trung bình thì ngày là ngoại bán cứ chắc cả tháng ngoại kiếm được chừng 3-4 triệu là hết à. Nghĩ vậy. Mà ở trong cái đất Sài Gòn mà nếu mà một bà cụ mà ngoài 80 mà buông gánh bán bưng mà kiếm tháng không 3-4 triệu thì nói chung thực sự là cũng không biết là xoay sở làm sao. Rồi anh Larry Lưu ơi con. Rồi anh Larry Lưu Color Man giúp ngoại bằng cách nào cho mình biết. Anh Larry Lưu ơi, sẽ có cái bạn rồi có bạn đó, cái bạn Miri là trợ lý của Color Man trong chương trình Tiếng Rao đang nhắn cho Larry Lưu nha. Hướng dẫn cho Larry Lưu cái cách để ủng hộ cho chương trình ha. Mình giống như mình mua hàng tượng trưng vậy đó, mình mua ngoài một trái chuối chiên hay mua ngoài một cái miếng khoai lang chiên mà với một cái mức giá nào thì tùy mình thôi nha. Dạ. Chắc bà con mình cũng biết rồi. Chào Hồng Lê ha. Rồi có ai mua một trái chuối chiên mà khoảng 100 đô không? Hết hồn luôn. Thì thật ra thì ngoại cũng có chia sẻ, mình cũng xin chia sẻ lại với quý khán giả là ngoại cũng có, ngoại tổng cộng có mấy người con hả ngoại ha? 4 người. À, có 4 người con, thì con ngoại cũng lớn rồi, nói chung là cũng ổn định, nói chung là cũng tự sinh sống được. Nhưng mà con của ngoại thì cái điều kiện cũng chỉ vừa đủ ăn là cũng khó khăn lắm, cho nên ngoại cũng không có muốn là sống dựa vào con cái, là có nhiêu làm nhiêu đó, tự làm tự ấy. Đó, cái chòi bự nè, cái chòi bự nhất trong cái hẻm 86/19 nè. Đó. Đó, cái khu cái chỗ ngoài ngủ này mà người vô nhìn không hết hồn nữa thôi đó. Giờ chút xíu nữa đây. Vô trong cái góc này nhìn mấy em này. Vô bên trong mới thấy cái góc trời có chút xíu à. Đó, hàng góc rồi đồ đạc tôi búa lô xua luôn. Ngoài nằm đúng cái chỗ đó đó, cái đầu giường ở trên là cái bàn thờ Phật. Rồi hết phim. Đó. Rồi nè. Đứng vô một cái là hết phim luôn đó, hết chỗ luôn. Nói về thì hai ông bà mua cái nhà này, cái dạ. Nhà lá này. À. Xong rồi cái nhà bên đây giờ thành nhà lầu hả? Không có tiền. Dạ. Không có tiền mua bán. Bán thì tôi mới qua cái này mà họ đâu có cho. Cái tối tôi thấy cái võng, cái tôi văng lên, dạ. Ngủ, dạ. tôi giữ miếng đất này, tôi không có cho ai tới làm nữa, giữ miếng, cái xong rồi cái ông ngoài phường họ vô họ thấy vậy đó, dạ. Họ nói thôi cho bà làm một chút đi, dạ. Thì bây giờ bà cứ ngủ rồi trời miếng rồi bà bệnh hoạn tội nghiệp, dạ. Xong ổng mới qua được mấy tháng nha, ổng chết, dạ. Ổng bỏ tôi mình, dạ. Có gì đâu. Ừ. Khổ lắm. Khổ là hồi nhỏ tới lớn giờ. Dạ. Nhỏ thì đợi kiếm tiền nuôi em. Dạ. Mà bây giờ bà, mấy người em của ngoại còn sống không? Còn sống đông đủ thấy á. Sống đông đủ 20 mấy người. Cái bà tôi, bà rồi mấy em của ngoại nuôi phải, em muốn phải quay lại giúp ngoại chứ. Giúp gì đâu, nó ở miền Trung mà mình ở trong Nam làm sao mình giúp. À, ở ngoài Quảng Ngãi hả? Ở huyện ở xã nào, huyện nào ngoại? Ở quận Tư Nghĩa, xã Nghĩa Giổng. Huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Giổng. Ừ. Xã Nghĩa Giổng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đó, quê của ngoại đó. Dạ. Dạ, ngoại Sớm thì cũng giống như ngoại Hai ở Mỹ Tho cũng vậy luôn. Hoàn toàn không có hề biết cái chương trình Tiếng Rao là chương trình gì luôn. Và thậm chí bây giờ ngoại cũng không biết là mình sẽ làm cái gì luôn á, ngoại chỉ biết là tới quay thì ngoại quay vậy thôi. Chứ ngoại cũng biết là đi bán hàng là sẽ làm bao nhiêu trái chuối chiên rồi bao nhiêu cái khoai lang chiên nữa. Đó. Bởi các nhân vật của Tiếng Rao bà con mình thấy đó, mặc dù là ngoài 80, có người 80 mấy, có người U90, có người thì U80. Nhưng mà hầu hết là các cụ đều tự lực cánh sinh, không có sống nhờ con cái. Đó, con cái mà có đủ điều kiện cũng không nhờ, con cái mà khó khăn thì cũng không muốn nhờ. Dạ. và sống chí cốt với cái nghề của mình. Riêng ngoại Sớm thì đã bán với cái xe chú chiên này là hơn 30 năm rồi. Này nè. Có bữa thì thấy mà có bữa không thấy. Ừ. Cái chuối này là chuối ngoại mua mới mua hôm qua luôn hả? Cái đó là mới mua ngày hôm qua. Ồ, mới mua hôm qua nè, chuối ngon quá trời ngu nè. Ngoại lựa chuối kỹ lắm, mình phải đi chợ mình coi ngoại lựa mới biết là tại sao mà cái chuối chiên của ngoại nó rất là ngon nha, nó thơm lắm. Nè. Tôi mua chuối Mỹ Tho không nè, tôi không có mua chuối Long Khánh đâu. Chuối Long Khánh mua ép nó có cái gành chính giữa. Dạ. Đó. Mọi người nghe ngoại nói không, là tôi chỉ mua chuối Mỹ Tho chứ tôi không có mua chuối Long Khánh. Chuối Long Khánh là nó ép, nó có cái gân ở chính giữa. Rồi bạn. Dạ. Là đi ra chợ là ngoại biết chỗ nào bán chuối Mỹ Tho luôn. Rồi nói vậy mấy anh em ở mấy bạn chợ ở Long Khánh chắc hơi buồn nha. Rồi chào Duyên Lê, mong tập ra tiếng này để kiếm giúp. Dạ cũng không có mong là tạo kỷ lục gì đâu Duyên Lê ơi, chỉ bán hàng được là vui rồi. Kiếm thêm cho ngoài ít là giờ một ít cái tiền rồi cũng là một tập để kỷ niệm cho ngoại cả một đời buôn gánh bán bưng thôi. Trời, góc bếp vừa đủ người ngồi à. Mình muốn vô cũng không vô được luôn. Nó đứng ra ngoài nói chuyện ra ngoài cho vui. Ai? Ông nào ăn ở không? Mấy ông chuột. Tự nhiên nghe làm hơi nhột. Mấy ông này suốt ngày ăn ở không rồi vô ấy tùm lum. Mình tưởng là ông bà ngoại, tưởng ngoại nói tụi mình chứ. Hết hồn. Con cũng về nó làm rồi mà nó cùng ông cùng kẹo vô. Tưởng ngoại nói con chứ. Tưởng nói mấy nguyên đám mấy này ăn hay không. Ngoại bán ngay cái ngoài đầu hẻm đó em, hẻm ngoài đầu hẻm chùa nè. Ngoài đầu hẻm chùa đó 86/19 á. Ngay đầu hẻm luôn. Bình đó là ngày bình thường ngoại bán, còn chương trình Tiếng Rao sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy là ngày mốt. Hôm nay là sáng thứ năm vào lúc 8 giờ tại chợ Phú Nhuận. Rất mong bà con cô bác mình đến đông đảo để ủng hộ cho ngoại nha. Dạ hôm nay là chương trình Tiếng Rao chưa diễn ra nha bà con ơi. Hôm nay là chỉ đi quay trước thôi. Chương trình Tiếng Rao chính thức là đúng hai ngày nữa. Dạ vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ bảy ngày 13 tháng 7. Thì chương trình Tiếng Rao mới chính thức diễn ra. Đây là ngoại Sớm. Dạ. Ngoại Sớm năm nay 80 tuổi. Ngoại sinh năm 1944. Bạn bữa ngoại nhớ lộn, ngoại nói ngoại 85 tuổi. Và với những cái nhân vật Tiếng Rao mà lớn tuổi như ngoại đây thì bà con mình cũng biết rồi, ngoại không có nhớ. Dặn gì không nhớ gì hết trơn á. Ngoại cũng không có số điện thoại nữa, cũng không biết sao liên lạc luôn. Chỉ biết đi thẳng vô rồi xong rồi trao đổi với ngoại thôi. Đó, đây gian bếp này khoảng chừng 1,5 mét. Bây giờ đi bóp bột, làm bột. Rồi. Rồi giờ coi ngoại làm bột nha. Phải nấu. Nấu xong rồi giờ nó mới nguội bỏ vô. Để nồi cơm á hả? Chiên bánh nó mới phồng. Ủa cơm này ngoại chiên để ăn hay sao? Chiên ăn, chiên bán gì nó cũng... Ủa bán sao? Bán cơm bán sao? Hả? Bán sao? Bỏ vô trong bột. Xong rồi mình bóp lộn hết. Ồ, là trong cái bột này có cơm luôn hả? Ồ, hay vậy ta. Không có cơm, nó đâu có phòng để tiện lấy ra. Ồ, vậy hả? Còn cơm gì thơm không, vậy? Cái nghề của người ta. Ôi, cơm thơm quá. Thấy là 500.000 đó. Hồi xưa 500.000 mấy chỉ vàng này chứ mới dẫn nó. Trời ơi, giờ mới biết là cái bột mà chiên khoai lang của ngoại là có cơm trong đó nha. Ừ. Mà xưa giờ không biết nha, mà bỏ vô nó mới nở hả? Ồ, bí quyết, bí quyết. Tiệt chiêu, tiệt chiêu. Tiệt chiêu. 500.000 đô nha, ngoại đầu tư là 500.000 đô để học cái tuyệt chiêu này nha. Wow. Chứ đâu có phải là giải được đâu, cái gì mình phải dùng. À, bột chiên giòn là có cái bí quyết là có cơm trong đó nữa, cơm trắng nữa. Ồ. À, chị Duyên Lê, bí quyết của ngoại đó, hôm nay học được bí quyết của ngoại rồi. Bí quyết này 500.000 đô nha. Ai học bí quyết chia sẻ lại 500 đô nha. Không có ngày nào ngoại nghỉ luôn hả? Ngày nào cũng làm luôn? Ngày nào cũng làm, mà hãy có công có chuyện thì cứ nghỉ, còn có là làm luôn. Là bán một tuần, một năm là 365 ngày bán đủ luôn. Nấu mà nấu gạo ngon chứ gạo dở không bỏ nó vô cái nó rời rời thấy à. Dạ. Dính trong bụng. Con đang xem nè, coi ngoại nấu bỏ cơm vô làm sao nè. Hơi bị độc đáo á. Ngoài nói ngoài đóng học phí cái này 500.000 á, mọi người tin không? Đó. Dạ, rất mong bà con cô bác mình chia sẻ mạnh mẽ cho tập Tiếng Rao này, đặc biệt là ở khu vực Phú Nhuận nha. Bà con mình chia sẻ mạnh mẽ giúp dùm cho Color Man nha. Hôm qua mình cũng cảm ơn một cái group của gì đó, tôi là người Phú Nhuận hay gì, đã chia sẻ cái thông tin của Color Man đến nhà một cái bà ngoại bán hủ tiếu thả dây. Thì cũng mong là đây là cái tập Tiếng Rao mà diễn ra chợ Phú Nhuận, cũng ở khu vực Phú Nhuận mình, mong là cộng đồng Phú Nhuận với là cộng đồng ở thành phố mình chia sẻ mạnh mẽ để mọi người đến ủng hộ ngoại tại chợ Phú Nhuận vào sáng thứ Bảy tới, sáng thứ Bảy tới, rất mong đông đảo bà con mình ủng hộ nha. Rồi ông ngoại mất năm nào vậy bà ngoại? Ông mất năm nay là 5 năm rồi. À, mất 5 năm rồi. Vậy là ông ngoại mất năm, ông ngoại 70 mấy hả? 70 mấy tuổi? Bằng tuổi không? Ông ngoại với bà ngoại bằng tuổi nhau không? Ông lớn hơn. Ồ. Ông lớn hơn tôi 3 tuổi. À, vậy là cũng gần 80 mới mất. Mà hồi trước khi ông ngoại mất là ông ngoại cũng ở chung cái chỗ cái phòng này của với ngoại luôn hả? Ừ, ở chung thôi. Trời ơi, cái đó chút xíu làm sao hai ông bà nằm chung được? Cái phòng chút xíu vậy sao hai ông bà nằm chung được trời. Đây mình lướt lại cho bà con mình xem nè. Đây là cái phòng có chút chéo treo à. Mà để đồ quá trời đồ luôn. Trong góc luôn đó. Vậy mà sao hai ông bà ngồi mà nằm chung nhau được trời. Ông bự con không bà? Ông cũng nhỏ con chứ ông bự. Dạ. Yeah. Ông cũng nhỏ con nên hai ông bà, trời ơi, vậy là nằm nhau cái chỗ nhỏ xíu vậy, hai ông bà nằm chứ không biết làm sao luôn á. Ông như vậy ông chết chứ không chết trên đường á, lên cái dốc cầu đó, cái biểu bả xuống mà bà không có xuống, cái bà nghe ông chở tôi lấy tiền như bộ ông chở không xong biểu tôi trèo xuống. À. Vậy đó. Ồ. Ông bị rắn không đẩy, nó bị cọc cái xương sống này nè. Ồ. Là bỏ cái xe chiếc lô lại về nằm miết thôi. Là tôi phải nuôi. À. Là tức là ông nằm một chỗ, ông bị ấy cọc xương sống nằm một chỗ không bao nhiêu năm rồi bà? Ông nằm 11 năm rồi đó. 11 năm. Trời ơi, đi xích lô mà bị cọc xương sống. Ông đẩy lên dốc cầu kiệu á. Dạ. Biểu ông bà xuống bà, tôi đẩy lên ông bà không chịu, mà bà mập lắm, bà ngồi cái đầy mẹ nó cái xe đít lô rồi. Trời ơi, nghe thảm không bà con mình ha. Ông rắn ông đi về, ông về tôi hỏi chứ cái lưng ông sao mà ông đi cờ khôn người khôn vậy. Ông đi cái bà đó bà đi lên cái dốc cầu mà bà biểu bà xuống mà bà không xuống, bà ơi tôi rắn tôi đẩy bây giờ nó gãy xương sống đó. Về đây ổng nằm 11 năm tới nuôi ổng luôn. Rồi xong là nằm 11 năm là xong rồi sau đó mất luôn. Ừ. Trời, vậy nằm một chỗ vậy là ngoại phải vừa nằm một chỗ thôi, nhưng mà ổng tội lắm. Ông nghe mình đẩy cái xe ba gác về là ông mừng lắm. Biết làm sao. Dạ. Tôi hỏi cái gì vậy? Ông về cái ông vỗ hai tay bụp vậy đó. Dạ. Cái tôi nói trời ơi. Thì nằm nó đi rồi tôi vô tôi lấy cơm lấy đồ cho ăn. Sáng ra là nấu cơm nấu đồ để sẵn hết. Chứ đâu có phải như người ta. Dạ. Có cái ông mà ông chọc đầu. Tóc ông có chút làm sao à. Ông mới ở đồng mà người ta dẫn ông đi vô ông bàn chú chiên. Ông cưới ông đi. Chú bà là ngon số 1. Ông chọc đầu nào vậy? Ở ngoài? Ông đây chú bà là ngon số 1. Phải ông này không? Phải ông này không? Không. Ông kia ông già rồi. À ông kia già rồi hả? Ông này trẻ hả? Wow. Rồi chị Ái Linh, vậy ủng hộ từ xa 2,5 triệu chiều chuyển khoản cho Miri. Ôi cảm ơn chị Ái Linh. Chị Ái Linh như ở nước ngoài đúng không Ái Linh ơi? Ngoại ơi nè, có người ủng hộ cho Ngoại 2,5 triệu luôn nè Ngoại ơi. Ngoại vui không? Vui. Ngoại cảm ơn người ta cái đi. Gửi gửi mấy cô nhiều. Đó. Cảm ơn Ái Linh nha. Ái Linh, chị Ái Linh đồng hành với lại chương trình Tiếng Rao rất là thường xuyên. Cảm ơn Ái Linh nhiều lắm nha. Và đã có một cái khán giả ở nước ngoài, Ái Linh ủng hộ cho Ngoại 2,5 triệu. Rồi, cảm ơn anh Bùi Minh Phương ở Nha Trang, ủng hộ cho Ngoại 500.000. Cảm ơn chị Sen Trang Hoa ủng hộ Ngoại 200.000. Ủa Sen Trang Hoa đã Miri nói chuyện gì Sen Trang Hoa chưa? Rồi dạ, Miri đang ngồi trực đây nha bà con mình phải đó, xin. Thật ra chương trình Tiếng Rao mỗi lần diễn ra là đây là cái bạn mà rất là cực. Là bởi vì tới sát cái chương trình, lúc mà chương trình diễn ra là mọi người đang quay, mình đang chạy buôn bán rồi, thì bạn Miri phải ngồi đó để check coi có những người ủng hộ cho Ngoại từ xa. Mà thông thường á thì bà con mình ủng hộ từ xa, ủng hộ sát giờ lắm, ngay cái giờ bán. Mà cái giờ đó là nó rối lắm, cho nên là không có nó ekip đang chạy túi bụi hết, nên bà con của bác mình cũng thông cảm. Nếu được thì bà con cô bác mình giúp sớm, giống như là cái bữa nay là đó mình coi xong livestream, hoặc là mình coi trên cái fanpage của Color Man thì mình nhắn mình có thông tin của bạn Giang Bửu Vinh, tức là Miri đó mọi người, cả nhà mình nhắn ủng hộ cho Ngoại sớm để cho ekip đỡ vất vả ngày hôm đó. Cảm ơn nhiều ạ. Tất cả đều một mình hết. Đó. Đây là cái chòi của Ngoại mọi người nhìn thấy đã không? Đẹp không? Mà nó trớ treo ở cái chỗ là cái lèo thì chút chéo treo, mà lại có một cái tấm để là lễ cất nóc dự án căn hộ. Nó có nhiều cái éo le. Một cái gian phòng, một cái gian bếp nó lụp xụp về có 1,5 mét mà để không biết ai cho Ngoại cái tấm này, có ý nghĩa ghê luôn. Hy vọng nơi đây sẽ có diễn ra lễ cất nóc dự án căn hộ cao cấp. Rồi Nguyễn Quỳnh Nga cho mình xin tài khoản. Cái thớm nó bể rồi không có mua được á. Gì đội đó con mua cho, Ngoại nói gì là con quê độ quá. Đây nè. Nhưng mà mình đâu có ép mình đó đâu. Không, riêng tiền con không có chứ cái thớt là con mua được. Rồi con mượn cái thớt để cho người ta coi nè. Rồi Ngoại đứng xích vô xe rồi. Giờ mình chờ mình đặt cái chút nữa mình làm gì đâu. Rồi xin được đấu giá cái thớt này của Ngoại. Bắt đầu đấu giá từ 100.000. Nhưng mà vẫn xài được mà. Xài được, đâu có làm gì với nó đâu. Nó bể bẹn đó nè. Thôi chắc mình phải làm cái này, mình làm cái thớt chắc tới bên đây mình làm cái thớt kỷ niệm cho Ngoại nha. Làm cái thớt mà mới xong khắc chữ lên. À có cái hình, có một bạn họa sĩ tiếp tục vẽ một cái hình cho Ngoại. Cái này in ra để gửi tặng Ngoại nha. Dạ bạn Thùy Dương là một họa sĩ trẻ trong cái đội thiết kế của nước mát Sài Gòn bạn. Đâu chưa? Dạ rồi. Tôi đưa rửa chứ đâu phải để vậy. Cái thớt día của Ngoại đó chú. Ừ đúng rồi, thớt día. Rồi Mai Nhí dùng từ hay quá con. Đó là cái thớt día của Ngoại đó. Thớt vía 8 năm rồi đó. 8 năm mình đâu quý bẻ. Rồi cái thớt nó 8 năm hả? Rồi. Dạ rồi quý vị các bạn thân mến, sáng hôm nay thì đây là một vài hình ảnh mà Color Man vào thăm cái dự án cất nóc của ngoại, dự án cất nóc căn hộ của ngoại ở con hẻm 86/19 rồi xuyệt ba cái xuyệt ở đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Và chứng kiến mỗi cái buổi sáng những cái hình ảnh cho thấy buổi sáng ngoại chuẩn bị cho một cái buổi bán hàng như thế nào. Quảng cáo tôi đó mà dạ. Mà hội giấy tôi chạy không kịp chứ đừng vậy. Dạ, rất mong là quý bà con cô bác mình xem được cái video này thì chia sẻ để ủng hộ cho ngoại. Chương trình Tiếng Rao sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày thứ Bảy này, 13 tháng 7 năm 2024 tại chợ Phú Nhuận vào lúc 8 giờ sáng. Bà con cô bác mình đến, mong bà con bác mình đến chia sẻ để ủng hộ cho ngoại cho vui, cho ngoại an ủi. Và nếu bà con cô bác mình ở xa thì có thể ủng hộ ngoại bằng cách là nhắn tin vào cái tài khoản của bạn Miri hoặc là số điện thoại của bạn Miri là 0933 755 543. Dạ, 0933 755 543 là tài khoản của bạn Miri, là số điện thoại của bạn Miri Giang Bửu Vinh, là trợ lý của chương trình Tiếng Rao đã mấy mùa rồi, để ủng hộ cho ngoại. Mình cũng có để cái comment trên livestream của fanpage Color Man, bà con mình theo dõi để nắm thông tin nha. Dạ, rất mong bà con cô bác yêu thương ủng hộ.